Xin chào quý vị và các bạn. Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu màn chiếu chất lượng cao của thương hiệu Pháp Lumen để quý vị khán giả có thể lựa chọn màn chiếu cho những trải nghiệm xem phim chất lượng hơn. Màn chiếu được nhắc đến ở đây là Lumen Showplex HD 270C. Màn chiếu Lumen Showplex HD 270C cung cấp giải pháp lý tưởng cho phòng xem phim hoặc phòng chuyên dụng, là một mô hình thu mở tấm màn hình bằng điện và tính cơ động cao. Màn chiếu Lumen Showplex HD 270C có khung máy cao cấp được làm bằng nhôm, bảo vệ cho màn hình HD độ phân giải 0.80 với chiều dài 3m và được thiết đặt để cung cấp màu sắc hoàn hảo, tầm nhìn rộng. Các đường viền màu đen ở mép màn hình có tác dụng tăng cường chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Quá trình lắp đặt màn chiếu Lumen Showplex HD 270C rất nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, màn chiếu này được thiết kế đặc biệt để gắn chìm vào bên trong trần nhà, đảm bảo lắp đặt kín đáo, thanh lịch và thiết thực. Giao diện điều khiển của màn chiếu Lumen Showplex HD 270C khá gọn gàng, bao gồm một chiếc điều khiển từ xa có khả năng tự điều chỉnh vị trí và có pin đi kèm. Bên cạnh đó là cổng RS232 để kích hoạt với máy chiếu hoặc tích hợp với cấu hình tự động hóa. Một bộ thu không dây có sẵn được trang bị cho Lumen Showplex HD 270C, giúp người dùng đồng bộ hóa việc mở đóng màn hình trực tiếp với máy chiếu. Thao tác rất đơn giản và dễ thực hiện. Đặc biệt, màn chiếu Lumen Showplex HD 270C được tích hợp động cơ Lumen Silent mới của thương hiệu Lumen, được thiết kế lại hoàn toàn để có được quá trình hoạt động trơn tru, yên tĩnh, mang đến sự thoải mái hơn cho người dùng và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Tấm màn hình màu trắng của màn chiếu Lumen Showplex HD 270C có khả năng chống ố vàng, chống bám bụi bẩn và chống xô lệch rất hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu Lumen không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn rất quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng để có được sự hài lòng nhất cho người sử dụng. Với màn chiếu Lumen Showplex HD 270C, những trải nghiệm xem phim sẽ trở nên thoải mái và hấp dẫn hơn.